Vâng, xin kính chào tất cả các bác nha. Hôm nay em sẽ làm cái video hướng dẫn các bác cài cái con vàng MK2000 này. Đây, rất nhiều các bác đang có nhu cầu đấy, bữa nay em mới dạy em làm cái video này được. Thì đây, trước tiên cài thì chúng ta sẽ quan tâm một số những cái nút như sau. Cái nút to to ngoài cùng bên đây có chữ music đấy, đây là nút to nhỏ của nhạc. Nút tiếp theo đây là nút mix, đây, có chữ mix đây. Và các cái nút nhỏ chức năng đây thì cái nút trên cùng là nút FBX, là tức là chống hú. Thì khi chúng ta bật cái nút chống hú á, nút này á, thì bên đây nó sẽ hiện 1 2 3 đấy, 1 off là 1 2 3, tức là ba nấc chống hú. Nút bên này là nút để gọi cấu hình ra. Nút bên này là nút để lưu cấu hình. Và nút bên này là nút enter. Tức là khi nhập. Đây, giả sử như các bác muốn gọi cấu hình 1 này, số 1 này, sau này enter là nó gọi ra. Đấy, hoặc là muốn lưu cấu hình số 1 gì đấy. Lưu. Đấy, lưu cấu hình số 1, số 2 gì đấy. Đấy, giả sử muốn lưu cấu hình số 1 này chúng ta enter thì nó sẽ lưu. Thế thôi. Đấy là gọi và lưu. Enter là nhập, còn cái này là gọi, cái này là lưu, cái này là chống hú. Còn bây giờ cài thì chúng ta chỉ là cài hai nút này. Đầu tiên cài cái này là cài phần nhạc. Thì chúng ta chỉ việc nhấn nút này, nhấn và xoay thôi. Nhấn vào và xoay. Nha, quay nha, để ý này, đây là nhấn vào này. Đấy. Thì bây giờ cái đầu tiên là music volume, tức là khi này là chúng ta muốn khởi động lên làm bao nhiêu chúng ta sẽ vặn vào đó và chúng ta sẽ xoay này, xoay xoay này cho nó về. Các bác muốn khi nó bật mic, giả sử bây giờ em muốn để tắt máy để mở lên là 16 thì nó sẽ vặn đến 16. Thì đấy, music volume thì để 16, bình thường để khoảng 20 gì đó thôi. Cái này để tùy nhá. Đấy, các bác muốn để bao nhiêu để. Xong nhấn tiếp cái nữa. Nhấn tiếp cái nữa đi. Đây. AUX volume, tức là độ lớn của cái cổng AUX phía sau đó, cái cổng ra. Thì cái này thì cứ cho hết cả lên đi, 63. Tiếp tôi nhấn một cái nữa. Input tức là đằng sau đây này, nó sẽ đây này. Đây là như em chỉ luôn cho các bác xem này. Phía sau đây nó sẽ có cái cổng AUX, đây là cái cổng này, là độ lớn của cái cổng này ra thì nó cũng giống như cổng này thôi, cắm đây cũng được, độ lớn của cổng này. Còn input thì nó có 1 2 3 4, chúng ta để auto thì là tức là cổng nào có tín hiệu nó sẽ nhận cổng đó, còn không thì chúng ta sẽ chọn. Thì để auto thì là cổng nào các bác cắm cổng nào cũng được. Đấy, hắn lại thoát ra màn hình rồi, chúng ta lại ấn lại chỗ cũ nhá. Đây. Đây, input này, auto này, chúng ta muốn để cổng nào thì chúng ta xoay đây. Ví dụ chúng ta để cổng DVD thì chỉ có cổng đó mới có tín hiệu thôi. Cổng VCD này, cổng BGM này, đấy, cổng AUX gì đấy. Đấy, mấy cổng ấy. Rồi, em để auto cho các bác nhá. Các bác không biết thì cứ để auto cho em. Tiếp theo nhấn phát nữa. Nó sẽ là bass đây, chỉnh bass của nhạc. Muốn nghe bass thì vặn lên, muốn giảm bass thì hạ xuống. Bass này, để không là không có tăng không giảm. Tăng lên tí. Rồi, chung này, chung thì lên là giả, tăng này xuống là giảm, để không là không giảm. Thì cũng để âm 2 âm 3 gì đó tí, giảm chung xuống. Test thì chúng ta nâng lên, thường thường test là để khoảng âm 3 âm 4 gì đấy, à dương 3 dương 4 gì đấy. Xong ấn tiếp phát nữa. Cứ ấn vào xoay thôi nhá. Cái này là cân bằng loa trái loa phải, để không không nhá, không được để lệch. Cái này là chỉ có bên trái này, bên này để bên phải không thôi. Cái này chúng ta để không là không không bên nào to hơn cả. Ấn phát nữa. Music max tức là tối đa. Khó đấy, thì cái này em cứ để cho các bác hết cỡ luôn, 63 là hết cỡ. Còn các bác là tránh trường hợp là say rượu vặn to lên thì các bác khóa lại cho em, để khoảng 40 41 gì đấy, có vặn nữa nó cũng chỉ lên được cái đó thôi. Thì cái này em cứ để cho hết cỡ luôn nhá. Tiếp theo cổng center ở phía sau này, nó có cái cổng center này, hầu như chúng ta ít khi dùng thôi, nhưng mà cũng nói luôn đây, cái cổng là chính là cái cổng này đây, cổng center. Center thì đây là center, tức là cổng center nó để làm mic, tức là chỉ ra mình mic thôi. Đây, lại thoát này. Lại đây. Đây, mic này chúng ta xoay phát nữa đây. Music này. Đây, nó chỉ là nó chỉ cho chúng ta chọn một là nhạc hay là mic thôi. Thường thường là center chúng ta để lấy mic thôi. Đấy, chứ còn không lấy cả nhạc cả mic được nhá, chỉ lấy nhạc hoặc lấy mic thôi. Cái cổng center này này. Thì cái này chúng ta dùng thì chúng ta hãy cài. Tiếp theo AUX là cái cổng mà hoa sen hồi nãy em nói đấy, thì để cả mic cả nhạc. Đấy, mic cộng music là nhạc. Input in tức là cổng trái và phải, left và right. Để như thế này nhá, không có được chỉnh lung tung ấy. SV cut, cái này là cắt tần số cao của sub, chúng ta cắt đến bao nhiêu chúng ta cắt. Cắt thì khoảng 8 90 gì thôi, cắt cao quá thì có lời ra. Đấy. Nếu chúng ta để cao như thế này thì sẽ là có lời ra này. Đấy, nếu mà cắt thấp xuống là sẽ hết lời. Đấy, các bác mà muốn nghe tiếng bass mạnh lên tí thì chúng ta để cắt cao chút. Thì cái này khoảng 90 là được, 90 gì đây.
Đây, S về kép volume tức là sub, S là sub volume, tức là chúng ta để tối đa lên 63 là hết cỡ. Tức là độ lớn ấy. Cái này thường thường là cứ cho hết cỡ là chúng ta chỉnh to nhỏ trên sub được mà. Cái này là khó, không được đụng vào đây nhá. Đụng vào đây là phải do rồi đấy, không được đụng cái khu này. Để không không cho em. Rồi. Ok. Đặt về kép cái này cứ để này này, music menu này. Tức là cái gì đây? Nhạc ra phần sub ra bao nhiêu? Đây là có hai phần nhá, một là volume, hai là nhạc, nó phải ra cổng này bao nhiêu thì cứ cho nhạc lên hết cỡ đi. 63 cho em. Vì sub chỉ lấy nhạc thôi. Rồi, còn cái này cũng là mật khẩu không đụng vào. Đây, cái này là mix ra cũng không để vào. Rồi, nó lại quay lại từ đầu rồi nhá, là xong, xong phần nhạc nhá, đấy. Xong rồi, lại quay lại ở đây, đấy. Rồi, xong một vòng. Tiếp theo đến thằng này, mix thì cũng thế, cứ nhận vào. Nhấn vào mix volume. Để bao nhiêu thì chúng ta vặn bao nhiêu, để 35 gì đó thôi. Tiếp theo, ấn phát nữa, delay để 200. Delay có bác là muốn nhanh chậm ấy, tức là lô 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 thì chúng ta để thấp, mà giá như lô 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 thì chúng ta để cao, thường thường 200 là ok. Đấy. Repeat, repeat tức là lô 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 lô, tức là nhại nhiều, nhại dài. Còn là lô lô đó là nhại ngắn. Thì em thường thường em thấy khoảng 46 là ok. Các bác muốn nhại dài hơn tí này, thì các bác để khoảng 50, 55 là nó lô 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 lô. Đấy. Còn nếu như để khoảng 30 lô lô lô, nó nhại có 2 3 tiếng thôi. Thì thường thường để khoảng 46 là thấy nó ok. Ok, tiếp theo echo. Độ lớn của echo, echo đây là tức là phần nhại. Lơ 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 là phần nhại, còn vang là giống như các bác coi phim ma đấy. Ma mà nó hiện hồn về nó nói cứ vang vang đó, đó là phần vang. Vang là gì vọt, còn nhại là echo nhá. Cái này là echo này, chúng ta cứ, em thấy cứ để khoảng là 48 49 gì đấy. Ok, hoặc là 50. Em cứ thích cho nhiều echo một tí, em hát dở. Bác nào mà hát hay ấy, thì cho giảm echo xuống, tăng gì vọt lên thôi. Còn nếu như để ai cũng hát được ấy, thì các bác để echo nó cao cao tí. Đấy, như em để khoảng 48 49 gì đấy. Gì vọt tham. Gì vọt tham đây tức là cái độ lớn, độ dài của gì vọt. Đang nãy là echo thì có gì pit tức là dài ngắn, còn gì vọt thì nó có gì vọt tham. Lô thì nó xong. Lô nên nó nói dài. Thì cái này em cứ để khoảng 25 gì đấy, gì vọt tham để khoảng 25. Gì vọt level tức là độ lớn của gì vọt thì để khoảng 15 gì đó. Các bác muốn hát gì vọt nhiều các bác tăng gì vọt lên. Đấy, các bác muốn hát vang nhiều, tức là effect nó còn có vang và vọng. Vang và nhại. Cái này phần này là vang nhé, gì vọt là vang, tiếng vang thôi. Thì thường thường cứ để khoảng 15 đến 20 gì đấy, tùy, em để khoảng 20. Lưu ý là gì vọt mà nhiều ra tiếng nó sẽ bị ồm. Đấy nhá, tiếng nó sẽ bị ồm tại vì nó vang mà cứ, nó giống như là nói trong hang động ấy. Rồi, nên là mic của bác thì các bác biết rồi. Mic chung của mic, tép của mic thì cái này tự các bác biết nhá. Mic max tối đa của nó lên được 42, để 42 hết cỡ luôn. Rồi, nó lại quay lại từ đầu, xong, có thế thôi mà. Bây giờ chúng ta sẽ lưu, như em vừa nói đấy, lưu cấu hình mặc định thì là phải lưu như thế này, cứ ấn cái nút stun này này, nút này nhá, ấn. Lúc nào lên chữ này cho em, ấn enter một phát là lưu. Là mặc định. Đấy, nó tắt đây này, bỏ lên này. Là cái cấu hình khi các bác tắt nguồn đi là các bác sẽ nó sẽ có. Còn nếu như các bác muốn lưu cấu hình số 1 số 2 ấy thì phải gọi ra. Đây bây giờ nhá, xong, nó sẽ lưu ra đấy. Đấy, lúc nãy em để cái này đúng không? Rồi bây giờ giả sử như em muốn lưu, em là muốn nó bé lại một tí hoặc là muốn lưu cấu hình 2. Đây. Ấn cấu hình số 1, lưu vào cấu hình số 1. Lưu ý rằng các bác lưu vào cấu hình số 1 khi tắt nguồn trở lại đi để nó vẫn là cái cấu hình đi này này, nó vẫn hiện là cái tên này này. Các bác phải gọi nó ra thì nó mới ra nhá. Vẫn lưu cái cấu hình này này, mặc định là khi khởi động là nó sẽ làm cái cấu hình này. Còn các bác lưu vô số 1, số 2 đó, các bác muốn dùng là phải gọi ra. Giả sử bây giờ tôi muốn lưu vô cấu hình số 2, ấn enter lưu số 2. Tắt nguồn đi trở lại thì nó lại cái default. Còn muốn dùng số 2 phải gọi ra. Gọi số 2 ra, ấn enter một phát thì gọi số 2 ra thì nó mới ra. Nhưng mà tắt đi, tắt nguồn đi thì nó lại ra cái default, nó không bao giờ nó nằm số 2 nhá. Lưu ý là cái dòng vàng này nó như thế các bác nhá. Đây giả sử như bây giờ em tôi muốn, bây giờ em sẽ là giả sử lại nhá. Music cấu hình mặc định nó là 19 này, bây giờ tôi muốn vặn phát lên khoảng 25. Tôi lưu vào cấu hình số 2 đi, enter. Đấy, enter rồi. Rồi bây giờ đây, tắt nguồn đi. Bây giờ nó sẽ lại trở lại là 19 nhá. Music sẽ là 19. Rồi.
Từ từ nó không lưu đây. Nó lại vẫn là 19, bây giờ muốn lên 20 mấy thì chúng ta phải gọi ra, gọi cấu hình số 2 ra có đúng như em vừa nói nhá. Đây. Gọi cấu hình số 2 ra. Nó sẽ khác, nó sẽ khác, nó sẽ khác. Đấy, gọi xong. Đây, nó bây giờ 25. Đúng không? Phải gọi ra tắt nguồn đi, nó lại trở lại 19. Không bao giờ nó nằm ở cấu hình chúng ta gọi. Cái dòng này nó là như thế các bác nhá. Mặc định nó chỉ là default thôi. Rồi xong đấy, tất cả những cái gì mà em biết và tất cả những cái gì mà con vàng này nó có thể, em đã hướng dẫn các bác rất chi tiết nha. Bác nào về cứ thế mà nghịch, lưu ý là tránh cái phần mật khẩu ra cho em nhá, đừng có nghịch vào cái phần bắt buộc nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá.